Bữa nay dẫn cô chú đi thu hoạch ổi ruby Đài Loan trong chậu nha. Khi thu hoạch đó thì con nghĩ là hái trái trắng như nè, nó sẽ rất là ngon. Cái này trồng trong chậu mà quá trời trái luôn cô chú. Nếu mà nhà cô chú nào không có đất thì mình trồng trong chậu cũng được ha. Chặt thử trái. Con chỉ nhìn cái hàng đây. Cái nhỏ nhỏ nó mới ngon. Cái nhỏ nhỏ nè, chín. Nè. Hai cái nhỏ nhỏ vậy nè, ăn ngon không chú? Được không? Bóng. Mới đụng cái đó nó làm dạ nữa. Mày trốn hả? Mày trốn. Ô, bị con chim ăn rồi. Quá trời trái luôn. Ổi ruby Đài Loan nhiều trái lắm nha cô chú. Đây nè. Có trái bự nhiều lắm nhưng mà con thích trái nhỏ thì con hái trái nhỏ. Ruby Đài Loan. Ồ, trái này được nè. Đây nè. Cái này nó chín dữ luôn rồi nè. Ồ. Cái này nằm sát với gốc hả cô chú? Đó. Được không? Được. Trắng nha. Trắng rồi. Trốn không? Ồ, bị con sóc ăn rồi nè cô chú. Sóc ăn nghĩa là nó ngọt lắm rồi đó. Phải không? Ruby Đài Loan nó rất là sai trái luôn ha. Cái này ngon nè. Ai ăn ổi thích ăn trái bự nhưng mà con thích ăn trái nhỏ. Cái này là ổi trồng trong chậu nha cô chú. Trong chậu nè. Mà trái nè. Sao nó bị thâm 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 ha. Nè nó chốn nè. Nó bị rạp đó rồi bị chày á. Cái này bị chày nữa. Nè, hái lên cho ngoài một ít. Cho ngoài ăn. Trái này quá trời bự luôn mà chưa chín ha. Đấy, thích ăn trái nhỏ. Thử coi. Ủa cái này phải không nha ta? Cái lá khác hả? Thử đi ba. Con thích mấy trái nhỏ nhỏ. Dễ cạp. Dễ cạp mà dễ ăn. Trái nè. Ở chỗ này không 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ồ, trái. 14 trái. Còn chỗ này nguyên chùm. Đây nè. Đó, cô sẽ hái trong đây. Đó, hai mấy trái nhỏ nhỏ này cô chú. Đó. Đó, bao liền. Này hư rồi, chín quá. Không hái là nó cũng sẽ bị rụng á. Nó chín. Chuột nó vô nó phá nè. Con đi tìm trái nhỏ con hái nha. Quá trời trái luôn ha. Là một nhánh cái này không. Cô chú thấy nè, biết bao nhiêu trái nữa. Mà tính ra trồng cái ổ ruby Đài Loan này sướng ha. Trái nhiều. Nè, cây lùng em trái quá trời luôn. Mà trái bự luôn nha con chú. Đây nè. Hai trái to chà bá. Trái thấy mê luôn á. Ruby Đài Loan lá tròn. Nè trái bự nè. Ruby Đài Loan lá dài hộp nó nhiều hơn cô chú ơi. Cái này ít hộp nè.
trồng chậu nè, khủng khiếp chưa. Cái này nó trốn nè. Trốn hả? Trốn. Ôi cái này bị sâu rồi. Nè ba, cầm. Nó bị sâu rồi. Nó trốn trong gốc. Mình thường mấy cái nhỏ gì là ngon siêu hồn luôn nè. Cái này nhìn thấy bắt sợ chưa? Cái bự. Cây này thiếu nước. Nè mấy trái nhỏ nhỏ như nè. Đó. Phải lựa cho kỹ. Cái nào mà chuyển qua màu trắng thì hái, còn không thôi. Và mấy trái nhỏ nhỏ ta thấy ngon hơn mấy trái bự ha. Nó giòn. Nè coi chú. Còn khó. Cái này rồi. À. Nguyên chùm lòi đầu lên. Đấy. Trốn. Trốn. Ngồi nó bự này. Mấy trái nhỏ nhỏ gì nó mới ngon nè. Cái này nếu mà hái hết là nhiều lắm á. Trốn, nó trốn ở trong à. Ồ, một chùm này 5 trái, 6 trái. Bẻ bớt một trái. Nó trốn trong này cái nó bự quá trời luôn. Hái trái nhỏ nè. Trái bự trừ lại. Cái này được thôi cô chú. Đó. Hừ, hồi nãy giờ bà đi chơi ở đâu mà không thấy. Chắc nhiều rồi đó. Thấy nãy giờ. Nè cô chú thấy không, trái to thiệt to luôn ha. Cái ổ ruby đài loan này nếu mà mình chịu chăm sóc á là trái to lắm á, nó không có thua gì thấy vuông đâu. Được cô chú. Chín. Chút chút coi. Một nhánh. Cái này quá trời bự luôn. Hãy thử trái bự đi ha. Một vòng lại cho cô chú cùng xem nha. Đây là ổ ruby đài loan lá tròn trồng trong chậu. Trái nè. Nhìn cô chú. Thấy mê dữ lắm. Nếu mà nhà cô chú nào không có đất á, thì mình có thể trồng trong chậu. Mình trồng ổi được nha. Không phải là ruby đài loan không, mà ruby thái hay là thái vuông gì đó, mình trồng chậu đều nhiều trái hết. Cho nên là nhà mình hết đất thì mình trồng ổi, trồng trong chậu.
Mẹ con thích ăn mấy trái mà sần sượng gì nè, nó ngon. Để con đếm cây này cho cô chú xem ha. Gốc to bằng hai ngón tay cái. Một trái nè. Hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái, sáu trái, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai trái. Mười hai trái. Và bông mà chưa tính, trái nhỏ nhỏ bên này chưa tính. Nè cô chú bên này còn nữa nè, thấy không? Nó cây nhỏ xíu vậy thôi á. Tính xong rồi mà chưa xong, thêm trái này nữa đi rồi mới xong. Hôm nay sẽ review ổi cho cô chú cùng xem nha. Đây là ổi Ruby Đài Loan nè. Giờ cô sẽ chọn một trái ổi Ruby Đài Loan, tách cho cô chú cùng xem ha. Khi mà cô chú thu hoạch ổi Ruby Đài Loan á, cái da nó chuyển qua màu trắng như là ngon lắm nè. Là cái trái này khi tách ra nó sẽ màu hồng đậm nè. Anh hai cắt ngang giùm anh hai. Để xích vô đây nè anh hai. Ít hạt ha. Nè cô chú. Đó. Cô chú nghe được cậu giòn của nó không? Chín đủ ha, nhưng mà vẫn giòn. Nếu mà mình hái trái ổi gì là ăn sẽ rất là ngọt luôn. Rồi bây giờ nếu mà bạn nào thích ăn mà giòn nữa ha, là sẽ chọn trái vừa chín tới thôi. Giòn ha, nhiều nước, thơm ngọt. Xin chào cô chú và các bạn. Hôm nay con bán ổi Ruby Đài Loan trong chậu 15 gallon. Cây có chiều cao là từ 5 đến 6 feet. Kể đầy trong chậu 15 gallon nha cô chú. Trên cây đang có bông hoặc là trái. Giờ con lướt qua một vòng xong rồi quay từng cây kỹ lại cho cô chú cùng xem và đánh số cho cô chú dễ lựa chọn ha. Cây số 1. Cây này còn 2 trái nhưng mà bù lại á, trên cây đang ra cái tấp bông sao nè. Gốc nè. Trái. Cây số 2, cây này cái gốc thiệt là đẹp luôn. Gốc đẹp lắm, thẳng băng. Gốc thẳng nè. Trái này sắp ăn được. Nếu mà cô chú mua mấy cái cây này hồi 1-2 tháng trở về trước á, là trên cây nghẹt trái luôn. Nó chín từ từ, mình thu hoạch từ từ hết rồi cô chú. Cái cây này cái gốc thiệt đẹp luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trên cây này đang có 6 trái. Cây số 2 nha cô chú. Cây số 3. Gốc to thẳng. Trên cây này còn 9 trái nha cô chú. Rồi, để con quay gần cái gốc. Quay cái hướng này cho cô chú dễ nhìn. Gốc nè. Trái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cây số 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trên cây này còn 6 trái. Con bấm ngọn rồi. Rồi con quay gần cái gốc nha. Nói chung là cây nào gốc cũng to, nhưng mà cây số 2 là cái gốc to và đẹp nhất. Cái cuốn này là cái cuốn trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con quay kỹ như vậy đó để cho cô chú ở xa đó có thể nhìn qua hình ảnh và chọn cây dễ hơn ha. Cây số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái cô chú. Cái gốc. Ở gần thì dễ, ở xa nhiều khi lựa cây vừa ý khó lắm cô chú. Nên là con sẽ quay kỹ kỹ một chút ha. Nếu cô chú nào thích cây đang có nhiều trái thì lấy cây số 3, số 4 và số 5 nha. Còn nếu mà muốn cái gốc đẹp thì lấy cây số 2 và cây số 1. Còn
còn ở trong này nữa, thì cái cây này hết trái rồi cô chú. Nhưng mà mấy cây ổi đầy ruby Đài Loan á, nó có trái hoa hết rồi nha. Nè, cũng trái nè. Chín thì phải thu hoạch không mà chim nó cũng ăn hết. Còn có ổi ruby Đài Loan trong chậu 25 gallon nha cô chú. Mỗi cây có chiều cao là từ 5 feet rưỡi đến 6 feet. Rồi để con lôi một cây riêng ra, quay riêng cho cô chú dễ xem ha. Thì cây này có chiều cao là 6 feet. Rồi để con quay gần cái gốc nha. Rồi con quay cái gốc nha. Cái chỗ này nè là to bằng ngón chân cái. Cái này thì gấp gửi ngón chân cái. Cành nhánh xum xuê luôn. Nếu cô chú thích cây lớn thì alo ha. Cây này nằm trong chậu 25 gallon. Cái ổi ruby Đài Loan này á, gốc đẹp, cành nhánh nhiều, rễ thì tốt rồi cô chú, rễ đầy hết. Cây này có chiều cao là 6 feet. Nhưng mà nó bị cái điểm trừ là nó đang không có trái nha cô chú. Cô chú nào thích cây bự thì mình mua 5 sao. Cây ổi ruby Đài Loan trong chậu 20 gallon. Cây có chiều cao là 6 feet. Cây này đang có trái nè. Cây này hôm bữa có nhiều trái luôn cô chú. Nhưng mà giờ hết. Hiện tại còn được một trái nhỏ. Bông. Đây nữa nè. Trái nè. Trái này sắp chín rồi. Có 2 tuần nữa. Trái ổi này thấy gì chứ chưa chín nha cô chú. Cô chú phải để mùa đông á, là cô chú phải để cho cái trái nó qua màu vàng luôn. Nếu mà mùa hè thì gì mình hái được rồi, còn mùa đông là phải để cho vàng luôn là nó chín. Cây 20 gallon á, nhỏ hơn thì lại có trái, 25 gallon thì lại không có trái. Đây là bí gợ Việt Nam nha cô chú. Cái này con trồng có một dây một hoa bằng nhiêu trái á. Thường thường á, bầu mớp thì mình ăn mùa hè, còn bí để dành ăn mùa đông nha cô chú. Có một dây một mà quá trời trái. Bí mà mình để càng vàng là nó càng dẻo nha cô chú. Cải tới không? Không tới rồi. Cái coi thử nặng không? Wow, quá chừng nặng luôn. Sao bột vàng? Ôi trời ơi, trắng à. Nè, lấy cây cầm lên. Lấy cây này luôn chứ, sao? Nè. Không giúp, không giúp mà cứ đứng khóa. Cắn à? Bà nó cắn nha bà. Sao vậy? Nó làm con quạo hả? Riếm. Nè, không có làm đau nó nha. Cây cầm nó không. Cái bí này nó chắc thịt dữ luôn, nó nặng ghê luôn á. Chén hả ba? Chén hả? Chén hả? Chén dọc đi, chén dọc hay chén ngang gì cũng được. Sẵn lấy hạt lại luôn. Chén gì hay gì? Sao cũng được. Em nghĩ nó cứng lắm á. Không cứng. Xem. Để coi cái thịt trong nó chắc không? Nghĩ nó dẻo ngon á. Ồ. Nó canh cho con ăn ha. Đẹp quá. Vàng, con vàng luôn, vàng ngang. Dạ. Giờ đi nấu canh thử coi nó ngon không nha. Nó còn cháy luôn ha. Giữ cái hạt lại, em nghĩ cái hạt này nó già rồi.